Hôm nay thì Sơn sẽ đi bọc một cái bộ sập gỗ lim để gửi ra ngoài Bắc cho bác khách ở ngoài Bắc. Đấy. Bây giờ lấy giấy xuống để bọc. Bọc cái nào ấy? Giấy kia. Chỗ này biết đủ không nhỉ? Mấy bộ? Một bộ dư. Hả? Dư rồi. Mẹ thả dư thừa thiếu thừa mang về. Mình thì đã cưỡng chừng biết một cục cũng đã đủ một bộ rồi. Thiếu thiếu rồi. Thiếu bộ này có hai anh dư hết khả năng đủ. Nước thầy mắt thấp ở đâu? Đây là đây có bộ. Bụi mù. Rồi, một ký này 8.000 các bác. Cộng với cái cục này là 100+ một cục nữa. Một lần mà cuốn một bộ này là mất đâu đấy khoảng gần 100.000 đấy. Đấy, vâng nhá. Mất gần 100.000 tiền bọc để cho các bác đỡ bị xước cho nó đẹp. Đây bác này. Này bọc bộ này đi. Bộ này dài 2m52, rộng 2m, dày 19 phân. Gỗ lim bác nhá. Đây gỗ lim, lên màu rất đẹp. Đều màu đúng không? Này hoàn thiện mấy hôm rồi. Đấy, quay tổng thể cho bác xem một lần. Bộ này bán 40 triệu bác nhá. 40 triệu. Hoàn thiện đầy đủ cả chân. Cả chân vận chuyển. Miễn phí hết 40 triệu. Bác ấy mua về làm giường ngủ để trong phòng ngủ. Ngủ một cái giường này, một giường 40 triệu ngoạch. Nếu mà đóng một cái giường bằng ván 40 triệu thì lấy một cái bộ này. 40 triệu này nằm ngủ hoành tráng hơn. Bền hơn. Này đỡ đau lưng hơn. Êm. Này quá bền luôn bác, dày 19 phân. Đây. Dày 20 phân. Bộ này đã thôi. Thank you.
đã gói xong bác này. Bỏ cái giấy ni lông này vào thì bụi nó không vào trong được, tránh cái việc nó bị xước ấy. Cái chiều chờ xe trở lên nữa, còn cái chân nữa, bọc nốt cái chân nữa là xong rồi. Này chắc khả năng đi cùng mấy bộ kia về ngoài Bắc luôn. Ok. Đấy. À, các bác nào có nhu cầu về sập gỗ liên hệ em nhé. Bên này còn bộ này hôm trước quay 38 triệu đây bác này. Đấy, còn một bộ y chang như vậy nữa. Bộ này thì có anh ấy vào chiều nay anh ấy chuyển tiền đặt trước mà không thấy đâu. Rồi, em xin phép kết thúc cái video của mình tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bác ở những video tiếp theo.